Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị sống khỏe nha. Hàng này hàng Khánh Tường, hàng già nha cả nhà. Rồi cây này có mã số là 619, hoành gốc đo được là 62, cây cao 35, đang nằm cái bầu ươm là 35 nha. Rồi cây này nhà vườn giao lưu là 700k bao ship. Mình xem tham khảo luôn nha, được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn, cây lùng lực bonsai luôn nha. Này nó liền nhau luôn. Cây sống khỏe rồi, cắt một nhịp rồi nha. Mình xem tham khảo luôn. Mã số 619 nha, 619, 700k bao ship. Cẩm thị hay còn gọi là kim cương đen nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị sống khỏe nha. Hàng này hàng già Khánh Tường nha. Lũ quách luôn nè, lũ âm thân quách luôn nha. Rồi cây này có mã số là 620, hoành gốc đo được là 55, cây cao 40, bầu ươm là 26 nha. Rồi cây này nhà vườn giao lưu là 550 bao ship nha, 550k bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn. Năm trăm năm mươi k bao ship nha. Cây rất là già luôn. Riêng về cái dòng này thì cái tỷ lệ nó ra trái rất là cao nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị sống khỏe nha, form thiên nhiên. Cây này có mã số là 621 nha, hoành gốc ở đây mình đo được là 17 này, cây cao đến đầu thân chính ở đây là 37, đang nằm cái bầu ươm là 25. Rồi cây này nhà vườn giao lưu là 300k bao ship nha, 300k bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây rất là duyên nha, 300k bao ship. Cái này có cái cò quái chỗ này nè. Này. Có cò quái chỗ đây nha. Mình xem tham khảo luôn nha. Được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. 621 nha. 300k bao ship rất chi là mềm luôn cả nhà ơi. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị lũ quách âm thân mini nha. Này, lũ quách âm thân mini luôn, rất là duyên. Đầu sống đây nha. Rồi cây này có mã số là 622, hoành gốc ở đây đo được là 25, cây cao là 28. Bầu ươm là 25. Rồi cây này nhà vườn giao lưu nhanh luôn nha. 300k bao ship nha. 300k bao ship. Lũ quách âm thân đẹp luôn nè, mini bèn trà nha. Ba trăm k bao ship rất chi là mềm luôn rồi cả nhà ơi. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị mini nha, sống khỏe. Cây này có mã số là 625, hoành gốc đo được 54, cây cao 28 nha, bầu ươm là 21. Rồi cây này nhà vườn giao lưu là 300k bao ship nha, 300k bao ship. Lùng lực luôn, cốt lùng lực luôn nha.
Cái bên này là khô lũ nha, còn hai thân này là hai thân sống này. Đó, nguyên cái phần này bị khô lũ này, rất là lực luôn này, nguyên cả một cục bên dưới này, rất là đẹp. 300k bao ship nha, nhà mình xem tham khảo luôn, được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Uống nụ uống nút luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị nha, có dáng đổ đẹp luôn này. Cây này về mình làm rừng trên thân rồi cũng ok nha, hoặc là dáng đổ cũng ok. Rồi cây này có mã số là 626 nha, 626. Cái hoành ngay chỗ cái cũ đây nè, mình đo được là 30, cao đến đây là 14, chiều rộng mà từ cái đuôi này lên tới cái đầu này là 38 nha. Rồi đang nằm cái chậu là 23. Rồi cái này nhà vườn giao lưu là 300k bao ship nha. 300k bao ship. Thì mình xem tham khảo luôn. Co đổ đẹp nha. 300k bao ship cho cây cẩm thị này luôn. Cây sống khỏe nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị sống khỏe nha. Cây này có mã số là 627. Cái hoành gốc ở đây mình đo được là 38. Cây cao đến đây là 22. Đang nằm cái bầu ươm là 25. Rồi cây này nhà vườn giao lưu là 300k bao ship nha. 300k bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây sống khỏe nha. Ba trăm k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị nha, form bay thiên nhiên. Cái này mình làm bay cũng được mà làm trực cũng được nha, tùy theo sở thích của mỗi người thôi. Rồi cây này có mã số là 628 nha, hoành gốc đo được là 37, cây cao là 38, tán rộng là 55. Đang nằm cái chậu ươm là 25 nha. Rồi cây này nhà vườn giao lưu nhanh là 600k bao ship nha. 600k bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây sống khỏe nha. Form bay thiên nhiên. Cây rất là duyên luôn nha. Form bay thiên nhiên luôn. Sáu trăm k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị quái nha, sống khỏe. Phôi này có mã số là 629. Cái hoành ngay chỗ đây này mình đo được là 30, cây cao đến đây là đến đầu thân chính là 37 nha. Đang nằm cái chậu ươm là 25. Rồi cây này nhà vườn giao lưu nhanh là 450k bao ship nha. 450k bao ship cây quái luôn. Cái này sau này mình giặt đổ cũng được nha. Cái này nó có cò đổ cũng đẹp nè. Đó, 450k bao ship giao lưu nhanh luôn nè. Dọn vườn nhanh luôn nha. Cái này mình làm đổ hoặc mình làm bạc phong rồi cũng khá là ok. Bạc phong cũng khá là đẹp nha. 450k bao ship. Chi là mềm luôn đó nha. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị form bay thiên nhiên, sống khỏe nha. Phôi này có mã số là 630. Hoành gốc là 27, cây cao 27, chiều rộng mà từ cái lưng đây mà ra cái ngọn đây là 45. Rồi đang nằm cái chậu ươm là 24 nha. Rồi phôi này nhà vườn giao lưu là 500k bao ship. Form bay thiên nhiên luôn nha, đẹp. 500k bao ship giao lưu nhanh luôn này. Dọn vườn nhanh luôn nha. 500k bao ship. Chỉ là mềm luôn này.
Ok luôn nè, quá đẹp. Cây sống khỏe nha. 500k bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn. Được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn, thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị nha, sống khỏe. Cái này mình làm dáng bay cũng được mà dáng trực cũng được nha. Rồi cái này có cái hoành gốc ở đây đo được là 50, cây cao là 37. Đang nằm cái chậu nuôi là 27 nha. Rồi cây này nhà vườn giao lưu nhanh là 550k bao ship nha. 550k bao ship. Cái này mình làm dáng trực cũng ok nha. Trực cũng được mà trực cũng được, bay cũng được luôn. Mình xem tham khảo luôn nha. Cây rất là già nha. Hàng này là hàng Khánh Tường nè. Hàng Khánh Tường rất là già. Ừ. 550k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân, mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị form thiên nhiên, sống khỏe nha. Cây này có mã số là 632, hoành gốc đo được là 54, cây cao đến đầu thân chính là 80. Đang nằm cái chậu ươm là 48 nhân cho 28 nha. Rồi cây này nhà vườn giao lưu nhanh luôn, 1 triệu 2 bao ship nha. 1 triệu 2 bao ship. Cây sống khỏe nha, mình yên tâm. Cây này làm form bay rồi cũng ok luôn nha. Đế đẹp. 1 triệu 2 bao ship giao lưu nhanh nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Form bay quá đẹp. Một ngày 200k bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Đẹp luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân, mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị lùng lực. Đế đẹp luôn nha. Đế nè, đế trải nè. Đế trải đẹp luôn. Nè, lực cây luôn nha. Rồi cây này có mã số là 635, hoành ngay chỗ cái cổ đây nè là 43, cây cao là 50. Đang nằm cái chậu ươm là 37 lọt lòng nha. Rồi phôi này nhà vườn giao lưu là 1 triệu 2 bao ship nha. 1 triệu 2 bao ship. Cây rất là lực luôn này cả nhà. Xem. Rất là lực luôn. Ở đây nó có một cái hốc lũ nha. Cây rất là đẹp. Lực cây luôn. Một ngàn 200k bao ship nha. Rất là lực cây luôn cả nha. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha.